Vâng, tiếp theo thì em sẽ xin giới thiệu với cả các bác cái mẫu máy phát điện EC3500CX. Con này thì công suất tải của nó là 3,5 kg nhé. Đây em xin giới thiệu kỹ hơn về thông số kỹ thuật này. Điện áp là 220V, tần số 50Hz. Công suất tải ra thấp nhất là 2,8 kW và tối đa là 3,5 kW. Đấy, con này thì rất hay là nó có hai ổ cắm này. Đấy, hai ổ cắm công nghiệp luôn nhé các bác nhé. Hai ổ cắm này, đây là công tắc điện ra này, đồng hồ đo vôn này, đấy. Chi tiết hơn thì con này thì sử dụng động cơ GX200 của Honda, đấy, van xăng này, đây là le gió tự động này các bác nhé, đấy le gió tự động này. Máy này là máy 4 thì chạy xăng nhé, lắp nhớt của nó đây ạ. Nhớt của nó thì là 0,6 lít. Đấy, các bác đổ cho em 0,6 lít nhớt vào đây là mình chạy thôi. Cái mẫu này thì là mẫu mới của năm 2020. Nó đã được cải tiến là có hai ổ cắm này. Cái mẫu cũ của nó chỉ có một ổ cắm thôi nên là dùng nó rất là bất tiện, và cái mẫu mới này đã được cải tiến lên là hai ổ cắm này rất là thuận tiện các bác nhé. Giá bên em đang bán là 4.850. Đấy, 4.850.000. Rồi các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0943 733 686. Bên em thì bán rất là nhiều máy rồi, ship toàn quốc luôn. Đợt này thì các bác ở Huế rồi Đà Nẵng rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi thì đặt máy nhà em rất nhiều. Đấy các bác đã sử dụng rồi thì các bác biết đúng không ạ?